đại gia đình đến với kênh của mẹ con nhà Ly cuộc sống Trung Quốc hôm nay. Hôm nay á, mẹ con mình á, sẽ ăn dâu tây nè, ổi nè. Dạ hả, Ăn tâm sự và hỏi ớt đáp những thắc mắc của cả nhà mình trong vòng mấy ngày hôm nay nghe. nè, Bây giờ trước tiên là mời cả nhà ăn vài trái dâu rồi xong rồi ăn vài miếng ổi rồi mình hãy tâm sự he. Mọi người có thấy ai mà ăn ổi mà chấm với rồi ai mà ăn dâu mà chấm với mắm đường chưa? Đó là Bạch Thị Ly đó. Cái gì kêu vậy ta? Coi à, mọi người coi là ba thì đi là ba ba cô hai đứa nhỏ thì đi làm rồi cho nên mình á hả phải vừa coi hai đứa nhỏ nè vừa làm công chuyện luôn. Nhốt anh nhỏ ở trên kia. Cay đó. Hãy đây chút mà chưa. Dâu nó không có ngọt lắm, chua 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 chua, ngọt 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 ngọt. Cái gì kêu vậy? Dâu này cả nhà mà có sữa đặc á. Lây quá. Dâu này mà có sữa đặc đó là ăn ngon tuyệt vời luôn á. Ăn dâu chấm với mắm đường với mưa ớt. Có ăn nữa không? Đem cho tôi tiện trái đi con. Ăn chiếc trái này nó bị dập rồi. Không mà lựa chứ ngon ngon cho em. Nè, nè cho em trái bự nè. Một trái thôi, em hai trái em hả làm tùm lum cái giường luôn á nè. Đưa cho em trái. Trong như mình có đọc bình luận trong mấy cái bình luận á là nhiều cô chú ấy, nhiều hả bạn hỏi á, chồng mình già như vậy và có được phát lương hưu không? Có nha cả nhà, mỗi tháng á, có một cái quyển sổ và mỗi tháng á, nhà nước sẽ chuyển tiền vô cái quyển sổ đó và hả ba chồng chỉ việc cây gút thôi và thêm mỗi tháng á, sẽ được tặng thêm á, hai canh dầu ăn nha cả nhà, được tặng thêm hai canh dầu ăn và chỗ của nhà mình đang ở đó. Nhiều bạn hỏi là mình ở Trung Quốc mà ở tỉnh nào? Mình ở Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây, Giang Giang Tây An Phú. Đây là một khu, đây có một khu du lịch, đi lên chút xíu cỡ 5 phút là một khu du lịch, là nước có một cái gọi là gì, một cái tự nhiên quên mất tiêu, một cái hả ao nước nóng, đúng rồi, một cái hồ nước nóng, hồ nước nóng là hồ nước nóng tự nhiên và rất là nhiều du khách tới đây du lịch. Và hả bên cạnh nhà mình đó là hả người ta đã giải tỏa những cái ngôi nhà gần 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 đó là người ta đã giải tỏa hết luôn, bây giờ hả chỉ để đất trống và trồng hoa thôi. Mình nghe ba chồng mình kể, với lại chồng mình kể là cái ngôi làng này nè, cách đây hơn 100 năm về trước á, là người dân ở đây bị một căn bệnh dịch mà mất hết luôn, ngôi làng mất hết luôn, không còn một người nào hết. Và cái ngôi làng đó này á, là để hoang á, hả gần gần cái trăm năm, gần 50 năm sau là bắt đầu người ở Hồ Nam, người ở Hồ Nam là quê gốc của ba chồng là ở Hồ Nam mới tới đây á, rồi á, hả mua đất và bắt đầu gầy dựng lại, bây giờ đây nó mới thành được như vậy đó. Nghe chồng mình kể là vậy. Còn á, mọi người hỏi á, là sao không tự không lo cho ba chồng mà để ba chồng vậy, rồi lỡ ba chồng á hả bệnh rồi sao? Ba chồng á vẫn sinh hoạt được nha nha mọi người, vẫn sinh hoạt được, mọi chuyện bình thường hết, chỉ có hả là ăn nấu cơm á thì nấu nướng á, chà nấu đồ ăn á thì mình sẽ là người làm, còn không á, bữa nào mình bận quá thì chồng mình sẽ là người nấu đồ ăn á, thì bữa ăn bữa nào nấu bữa đó, nhưng mà riêng buổi chiều á sẽ nấu nhiều hơn một miếng để hả sáng mai ba chồng dậy, và cơm cũng vậy, nấu nhiều hơn một miếng để sáng mai ba chồng dậy là ba chồng tự gắm là cơm điện vô và bật á hả chế độ ấm lên là sẽ ăn cơm được.
Tới buổi trưa thì mình đã xuống mình nấu cơm rồi. Bữa nào mình ăn sáng sớm á, thì mình sẽ ăn cơm chung với ba chồng luôn. Còn bữa nào mà ăn sáng trễ á, là hả, bữa nào mà ăn sáng trễ á, là ba chồng á, bữa nào ăn sáng trễ thì bữa đó là ăn sáng, ăn ăn cơm á, là ăn ăn cơm trưa là coi như ăn sáng luôn á, là vợ chồng con cái mình là lỡ cỡ cử, cho nên nó những cái bữa đó là không có ba chồng ăn chung. Mà ba chồng ăn á, thì đúng cử đúng giấc lắm. 10 giờ 10 giờ ấy, 6 giờ sáng là bay đã dậy rồi. Bay dậy ba uống một ly ngũ cốc nè, rồi hả ăn sáng nè, rồi bắt đầu ba ngồi ba chơi biết xíu, ba phơi nắng. Không có nắng á, thì ba ngồi ba đọc báo xong xuôi hết rồi ba vô trong buồng ba ngủ. Ba ngủ tới 11 giờ, là 11 giờ rưỡi là ba sẽ dậy ba ăn cơm trưa, và tới chiều cỡ 6 giờ rưỡi là ba sẽ ra ba ăn cơm chiều. Đó là sinh hoạt của ba chồng mình là như vậy. Còn có nhiều cô chú đó là nói hả, mình lấy chồng Trung Quốc như vậy là may mắn hơn rất là nhiều người. Dạ đúng rồi, mặc dù chồng nghèo nhưng mà kinh tế cũng không gọi là quá khó khăn, vì chồng mình nó anh ấy anh xài anh tiết kiệm chắc chiêu, anh tiết kiệm chứ không phải keo kiệt đâu nha cả nhà, tiết kiệm khác keo kiệt khác. Và từ ngày mình qua đây tới giờ mình chưa học được cách ở ảnh là cái cách tiết kiệm, mình vẫn chưa học được. Vì hả các bạn tính hả xài hoang phí nè, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, không có biết dành dụm, không có biết tiết kiệm như hả chồng của mình và ba chồng nữa. Ba chồng lúc nào cũng vậy, không bao giờ cho mình đổ đồ ăn thừa, bởi vậy mình nấu ăn lúc nào cũng nhấu vừa đủ ăn. Còn nếu như mà đồ ăn mà nó đã hư á, nhất là trời nắng nha, đồ ăn để rất nhanh hư thì hả phải lén ba để đổ cho gà cho vịt ăn, chứ còn mà đổ trước mặt ba là ba không có vui. Là ông họ ổng là ổng nhăn ổng đó, ổng nhăn là ổng cắt lưỡi vậy đó, là ba chồng mình đó, là ba nhăn lắm. Còn gì nữa ta, cô chú còn hỏi gì nữa ta, để mình suy nghĩ coi. Và không bao lâu nữa là cu tin lớn rồi đó, cu tin lớn sẽ được đi học có cả nhà. Tí tị giao ăn rồi, giao chưa rồi con, cho tí tị chưa, chị giao chưa, anh nhỏ đòi ăn anh la nè cho em ăn nè, con cho em một trái dâu em đòi cho tí tị, tí tị giao, tí tị đòi ăn dâu, con cho em ăn đi. Nè cho là phải đưa hai trái, ảnh một trái em một trái, còn cho một trái là không chịu đưa. Còn không bao lâu nữa là Putin lớn đi học rồi, là lúc đó hả công việc làm YouTube của mình sẽ được có hả thoải mái thời gian hơn, và sẽ được đi theo chồng mình, đi theo chân của chồng mình đó, đi lên núi và đi theo anh ấy làm việc. Chủ yếu là mình đi theo anh ấy để quay và những cái phong tục mà người tập phong tục mà người Trung Quốc họ sống như thế nào, chứ còn mình á, thì mấy cái chuyện đó là mình thiệt mình không có làm nổi cả nhà ơi. Vừa leo núi đã mệt rồi mà còn làm á, hả sức rất sức lực rất là nặng nữa. Mình hồi nào giờ ở Việt Nam á, thì làm cũng có làm nhưng mà không có đến nỗi nặng vậy, và có những cái thời gian á, là mình làm á, không có tới không động cái ngón tay luôn á. Rồi sau này á, nếu mà có dịp á, mình sẽ kể quá khứ của mình, một cái quá khứ mà không gọi là vui vẻ, không gọi là tốt đẹp mấy, nhưng mà sau này khi mà mình nó hả đã gọi là đã chứng an được tâm thần, chứng an được cái tinh thần mà sẽ chịu được những cái lời nói mà không hay về mình đó, thì đến lúc đó mình sẽ kể cho cả nhà nghe về cái quá khứ của mình. Còn hiện tại thì mọi người cứ biết mình đó là mẹ con nhà Ly, cuộc sống Trung Quốc đó, như bây giờ. Dạ hả, nếu thương mến mình đó thì theo dõi và hả góp ý để cho kênh của mình phát triển hơn. Rồi sao nữa ta, rồi chuyện gì nữa nè, chuyện gì mà mọi người hỏi nữa nè. Công việc ha, công việc của chồng á hả, là thì ảnh á, nói chung là tới mùa gì là anh sẽ làm mùa đó, tới mùa gì anh sẽ làm mùa đó cả nhà. Mọi người ở đây làm như thế nào thì ảnh sẽ làm như thế đó, nhưng mà công việc chính của ảnh á, công việc chính luôn mà công việc mà tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mình á, là công việc mà làm cát bán cát nha cả nhà. Mà cái công việc này hiện tại là bị chính quyền bên đây cấm, cho nên nói mấy cái đó mình không dám nói nhiều, không có dám quay phim lên luôn. Mặc dù á, đất á là đất của chồng,
của nhà chồng mình, nhưng mà nhà nước không cho, gọi là không cho phá núi. Nếu như mà lỡ mà mình có quay lên mà lỡ như nhà nước ở bên đây họ có phát hiện được á, thì không tốt cho chồng mình, nên mình sẽ chồng mình á, anh ấy có hiền hôn có tốt với vợ hay không thì anh ấy á, hiền thì có hiền nhưng mà cọc tính nha cả nhà, cọc tính lắm luôn. Nhiều á, và nhiều cô chú hỏi á, thì nhiều người họ nói là mình may mắn là hả, nhiều hơn những người hả lấy chồng ở bên Trung Quốc, mà thật sự điều đó là thật sự thật nha cả nhà, điều đó là sự thật. Tại vì có những người bị gả vô những cái vùng núi thật là cao luôn, đi hả cả tháng luôn mới đi chợ một lần, tại vì chợ rất là xa, còn hả xung quanh không có ngôi nhà nào hết, cao thì là cao chỉ có một hai căn nhà sập sệ vậy đó. Và những cái vùng đó là cực kỳ nghèo nha cả nhà, dùng ở Trung Quốc cũng có những chỗ mà nghèo, mà nghèo nghèo hơn cả Việt Nam mình luôn mà. Còn á hả, nơi của mình ở thì không có nghèo đến nơi vậy, nơi của mình ở thì hiện tại á, là đang là trong nằm trong khu du lịch đang phát triển, cho nên á hả chợ búa và kinh tế đường cộ đồ đang làm lại rất là đẹp nha cả nhà. Gì nữa? Lý do tại sao mình muốn làm YouTube, cái trong trong cái trong tất cả các nghề hiện tại á, ở Trung Quốc á, thì mọi người ai cũng có nhiều kênh cũng đã chia sẻ rồi, là há mọi cô dâu, tất cả mọi người mà đi qua Trung Quốc theo cái dạng visa kết hôn á, là không có được đi làm nha cả nhà. Mà trước đó mình cũng đã thử nhiều công việc rồi, mà mình đã từng dướng vô có là công việc đó là công việc sàn tại sàn chay bo đó cả nhà. Mà mình vô trong cái sàn đó, từ cái ngày mà mình bước vô cái sàn đó cả nhà, không có ngày nào mà mình ngủ yên hết cả nhà. Bữa nào mà thắng sàn á thì cũng hả suy nghĩ làm sao để bảo toàn được cái số tiền mình thắng, còn cái bữa nào mà thua thì phải suy nghĩ làm sao tại lý do tại này cho nên mình mới thua. Mình suy nghĩ sao mình kiếm tiền để mình nạp vô, mình gỡ lại cái số vốn mà mình thua nha cả nhà. Rồi á hả, làm cứ như vậy đó, là mình làm bay trụi tiền của chồng mình luôn cả nhà. Khi mà anh đi qua Việt Nam anh lấy vợ, anh đâu còn bao nhiêu tiền trong tài khoản đâu, chỉ còn cỡ 50-60 triệu tiền Việt Nam thôi. Và hả cái thời gian đó là mình đã làm trụi tiền của ảnh luôn cả nhà, tại vì thẻ ngân hàng của ảnh với lại tiền trong điện thoại ảnh á, mật khẩu rồi là ảnh cho mình biết hết. Mình cứ đinh ninh là mình sẽ hả mình học được phương pháp nè, mình học được cái này cái kia là mình sẽ thắng được sàn. Nhưng mà không cả nhà ơi, thắng đâu không thấy, là đứt gì thắng đi luôn á cả nhà. Đó là mình đã thử qua công việc đó, rồi xong rồi thử tiếp những công việc mà buôn bán online bên đây, bên Trung Quốc này. Nhưng mà hả bên đây á nhiều lắm, rất nhiều người bán, mình bán không lại người ta, cho nên á hả trong lòng của mình cũng đã từng có đam mê YouTube nữa cả nhà, cho nên á hả mình dự định lâu rồi, mình lập cái kênh YouTube này hình như là 2019 2020 á, mà tới tận bây giờ luôn mình mới bắt đầu ra video cả nhà. Là cái thời gian đó, là cái thời gian mà mình đầu tư sàn chay bo là coi như hả là hả xém chút gia đình mình đổ vỡ luôn á cả nhà. Ở đây mình cũng có lời khuyên, nếu mà ai mà chưa từng dính vô cái đó thì đừng bây giờ dính nha, chuyện xảy qua cũng lâu rồi mà bây giờ mình nhớ lại mình cũng ám ảnh nữa. Con không có phá, sao con phá vậy? Mama mới quýnh ai hả? Cho nên bây giờ hả còn mọi một công việc á là mình, nếu mà mình không làm được YouTube á thì mình sẽ hả tính theo đường khác, mình theo chồng mình chằn trọt trồng trọt chăn nuôi. Còn á bây giờ á thì cuộc sống của mình á, và với lại phần YouTube, làm YouTube này cũng có một cái sự đam mê của mình ở chỏng, mình muốn hả chia sẻ tới mọi người những ai chưa biết gì hả, những cái mà ở Trung Quốc nó có khác ở Việt Nam mình như thế gì không, hoặc là có cái gì nó không có đúng với những người ta hả phát biểu hiện bây giờ. Mà nói chung á thì mọi cái gì cũng vậy á, nó đều bắt nguồn từ cái sự đam mê mọi người. Nếu như mà không có công việc gì cũng vậy mà chúng ta không có hả đặt tâm huyết cho nó, không có đam mê ấy, thì cái đường thành công á nó cũng hơi gọi là bấp bênh một chút xíu. Dạ hả, qua cái chuyện mà mình làm cháy số tiền trong á hả tài khoản ngân hàng của chồng mình á, rồi từ đó trở đi mình mới biết là ông
anh chồng ông xã mình đó là ổng thương vợ, vì có tính dị tha, có tính dị tha cho vợ, cho dù vợ có làm cái gì đi chăng nữa đó, hả, cũng phải bỏ, cũng bỏ qua cả nhà. Nhưng mà mình sợ, nếu như lúc mà mình suy nghĩ mình sợ có đến một ngày nào đó anh ấy không đủ kiên nhẫn nữa thì sao, nếu như mình cứ tiếp tục con đường sai trái đó, anh ấy không đủ kiên nhẫn nữa thì sao, có phải con của mình mắc mẹ không, gia đình nó không có được trọn vẹn không, cho nên mình mới rút chân ra khỏi cái sàn đó đó cả nhà. Chơi cái chơi một cái sàn như vậy á, mình không có nói là bên đó nó lừa gạt hay không, nhưng mà do mình, nó cả nhà, do tâm trí của mình nó gọi là nó làm sao đó, mình không có thích hợp để chơi cái đó, cho nên mình rút sớm. Mà rút sớm sớm cũng hả bay của chồng mình nó hơn á hả 50 triệu 60 triệu tiền Việt Nam rồi. Bình thường á thì sẽ không có số tiền lớn như vậy, đối với gia đình mình số tiền đó là lớn nha cả nhà, bình thường nó sẽ không có số tiền lớn như vậy, nhưng mà mình lấy hôm nay á, mình ví dụ như chồng mình ngày hôm nay anh làm được nhiêu đó gì đó anh tích góp lại, mình lấy đi cái số tiền đó rồi sau này anh lại làm, tích góp lại, và mình lại lấy thêm cái số tiền lần sau nữa, cho nên nhiều lần nó mới góp lại được được là số tiền như vậy nha cả nhà, chứ không phải là ảnh hả nhiều tiền để cho mình lấy một lần như vậy, không phải lấy một lần mà là hả lấy từng 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 mà nó thành nhiều. Nếu như mà thực sự ảnh có tiền á, thì mình đã xin ảnh một số vốn để mình nhập hàng hay này kia mình buôn bán rồi, nhưng mà thực sự chồng mình nghèo không không có đủ, sao không, nhưng mà thực sự chồng mình nghèo không có đủ khả năng đó nha cả nhà. Này không, đưa cho chị, đưa cho em. Dạ hả, nhưng mà mình không thể nào mà hả gọi là đầu hàng được, cái gì cũng vậy phải cố gắng sau lưng mình á, và ủng hộ cho mình và mọi chuyện á, đó là mẹ của mình ở Việt Nam nha cả nhà, cho dù mình có vấp ngã có này cái kia đi chăng nữa, mẹ vẫn là cái người mà đứng sau lưng hỗ trợ cho mình rất là nhiều, cho nên nó bây giờ mình bớt khùng lại cả nhà, để hả mình chín chắn lại chút xíu, để hả mẹ già với lại ba già đâu có còn bao nhiêu năm nữa đâu, bây giờ phải gắng cố gắng phấn đấu thôi cả nhà ơi. Vậy thôi á, mình xin kết thúc video ở đây nha cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp của mình nghe. Dạ hả, bỏ qua cái video ơi, buồn ngày hôm nay đi, và hả mình sẽ hả đi phải cùng theo mình đi khám phá những cái hả phong tục này, những cái khác lạ ở Trung Quốc này cho mọi người cùng xem ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình, và hả nếu mọi người có thương mình, có yêu quý mình, nhớ cho mình xin một cái nút like nè, một cái đăng ký nè, để cho sớm kênh của mình nó sớm tương tác nha cả nhà, và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.